Vâng, thưa quý vị và các bạn đang thấy các cái công nhân ở đây đang bốc từng bao cỏ lên trên xe. Đó là chính là những cái bao phân, là bao sơ rửa đấy các bạn ạ. Khi mọi người trồng cây xanh cần có những cái loại phân để nuôi dưỡng, dưỡng ẩm cho gốc cây, và nó tạo thành, sau này sẽ tạo thành mùn vi chất cho cây. Vì vậy trên đây thường lấy sơ rửa để làm phân cho cây trồng. Và chính ở đây chính là những nhà kho của cây xanh Gia Nguyễn. Và sáng đến giờ những xe này đã bốc 4 cây xanh để đưa tới công trình lâm trường. Và bây giờ họ đang bốc thêm sơ dừa nữa các bạn ạ.